Sáng ngày 31 tháng 7, anh Trần Vương, thành viên câu lạc bộ xe bán tải thành phố Đà Nẵng, cho biết mọi người đã thuê ô tô đưa vợ chồng anh Song Bá Xô và cháu bé 9 ngày tuổi về quê Nghệ An. Gia đình này đã chạy xe máy hơn 1.000 km về quê từ Bình Dương. Anh Vương cho biết giữa khuya anh nhận được tin người quen có trường hợp cháu bé sơ sinh được cha mẹ đưa về quê bằng xe máy. Cả nhóm chờ đợi tới 3 giờ sáng nhưng trong đêm tối, đoàn người quá đông nên không tìm được, cuối cùng phải nhờ đến cảnh sát giao thông gọi loa giúp đỡ. Do trường hợp đặc biệt nên cả nhóm quyết định chờ cho bằng được. Khi gặp mới biết vợ chồng anh Song Bá Xô, người dân tộc thiểu số ở Nghệ An, do quá khó khăn nên quyết định ẵm con vừa mới sinh về quê. Anh Vương kể đây là trường hợp đặc biệt nhất câu lạc bộ anh gặp trong đoàn người về quê những ngày qua. Do cháu quá nhỏ nên quá trình tiếp xúc ai cũng nhắc nhau giữ khoảng cách an toàn cho bé. Anh Vương cho biết mọi người góp tiền thuê xe rồi cho thêm anh Song Bá Xô 3 triệu đồng làm lộ phí. Do xe còn chỗ nên bố trí đi cùng một gia đình có hai cháu nhỏ. Chiếc xe máy đang hỏng của anh Xô cũng được các thành viên câu lạc bộ xe bán tải thành phố Đà Nẵng mang đi sửa. Anh Song Bá Xô cho biết anh và vợ Phùng A Tranh là công nhân một nhà máy làm tủ gỗ ở Bình Dương. Dù công ty không có ca mắc Covid, nhưng do tình hình chung đóng cửa gần 2 tháng nay nên vợ chồng anh phải nghỉ việc. Hai vợ chồng dự định về quê hơn tháng trước nhưng vì vợ mang bầu sắp sinh nên đành phải ở lại. Tuần rồi, vợ anh sinh được bé trai 2,6kg, cả nhà ở trong viện 4 ngày sau đó ra viện. Anh Xô cho biết 3 ngày trước vợ chồng anh quấn con trong khăn rồi xuất phát cùng đoàn hơn 50 người về quê bằng xe máy. Đi chung khiến có anh trai và chị dâu, nhưng hành trình từ Bình Dương về xe anh nhiều lần bị hư nhông phải dừng lại sửa. Đoàn người quá đông nên lạc mất anh chị, điện thoại cũng không liên lạc được nên chưa biết họ đã tới quê hay chưa.